linh. Tại đây mình giao độc trách lại cái chiến thức thương quỳnh. Bọn linh hủ thai ma mà giúp người làm nghĩa. Như vậy ta mới giao bệnh trong lòng hồn sở với giấc hồn. Để mà đứng cửa cho đúng nhà. Còn nghe rằng lạ mặt, người ra ối ớt tầm. Thời này hãy chia lạ mặt. Người thật thế với kim thức thương quỳnh đã sao? Bọn khác là chú thật đã có. Dương thật là đại ca của tiểu nữ. Người bảo sao? Dạ. Kim Tước Dương Quỳnh là đại ca của nhà ngươi à? À, dạ như Kim Tước Dương Quỳnh người ta đấy đã đá đó. Thì dạ thề nhà gửi tên họ là gì? Dạ thưa tôn sư, ấy nữ là 18 năm ra đi tầm sư Hồng Đạo. 18 năm ra đi tầm sư Hồng Đạo? Dạ. Nãy công tội danh thành trở lại tìm mẹ cha. Ai tự hỏi gì? Tên gì? Tên gọi gì? Ai đã bao nhiêu kia mà? Trời ơi! Sao tôi giống như kiểu thật? Chỉ mà im lý nó lại trở về. Phải kim liên chắc có cái thật chứ thấy kim nên ba con vợ sống được một lần mới biết sao giữa nghe con sẽ lên mỗi một lần là tự tâm lẽ nào ông sư hiểu rõ cha Thank you.
bảy mươi sáu mươi ba năm trăm vậy mà cũng định quay trở về quyền trương linh xà để ăn năn thằng nhặt xong mối tội lầm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông nghe chưa đáp
đợt sao cha nỡ bỏ giết cha đến giờ giết